hai cây luôn, cây trên kia nữa. À, khách này là trồng hai cây để trang trí khuôn viên biệt thự của mình rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại em Băng đang có khu vực cẩu hàng của nhà vườn Khánh Võ ha. Ngày hôm nay đây bên em chuẩn bị giao cho quý cô bác anh chị là hai cây lựu mã số 10 và mã số 11 nha quý cô bác anh chị. Hai cây rất là đẹp luôn. Các anh đang chuẩn bị là khâu cẩu cây lên và đóng gói giao trồng tận nơi cho bên mình luôn. Vị khách này chốt nhanh khi ghé vườn tham quan và chọn cây trực tiếp ở vườn của bên em luôn, và chốt chọn ngay hai cây lựu đỏ để về trồng làm trang trí cảnh quan khuôn viên biệt thự sân vườn nhà của mình. Đây, khu vực phía bên đây thì các anh chuẩn bị là đóng gói và cẩu thêm một cây nữa, anh mua một cặp nha quý cô bác anh chị. Khi đi thì bên em sẽ là cẩu cây lên và quay bầu đóng gói đó cẩn thận. Như cây đây quý cô bác anh chị có thể thấy là tán tàn của nó rất là đẹp luôn nha. Hiện tại là các anh kỹ thuật bên em đang vận chuyển cây lên và đã cố định cành hết rồi, chuẩn bị là bó bầu lại nha quý cô bác anh chị. Hai cây luôn, cây trên kia nữa. Khách này là trồng hai cây để trang trí khuôn viên biệt thự của mình rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Wow, trên cây hiện tại là đang có hoa luôn nè. Đây, trên cây hiện tại là đang có hoa luôn nha quý cô bác anh chị. Khi đi thì bên nhà vườn bên em có xe tải cẩu chuyên dụng để mình có thể là cẩu cây lên và giao trồng đóng gói tận nơi cho quý cô bác anh chị luôn. Khi giao trồng tận nơi bên em có kỹ thuật đi theo hướng dẫn mình cách trồng, cách chăm cây luôn và đảm bảo là cây sẽ ra hoa trái cho đợt vụ tiếp theo. Rất là cẩn thận nha quý anh chị. Quý cô bác anh chị mình có quan tâm định lựa chọn một cây lựu đỏ trồng ở khuôn viên biệt thự sân vườn nhà của mình, đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và liên hệ ngay với nhà vườn Khánh Võ bên em qua số hotline quen thuộc 0928484 7, hoặc mình có thể đến trực tiếp vườn tham quan và mua sắm và chọn cây nha quý cô bác anh chị. Ngoài những cặp lựu đỏ đẹp như thế này ra thì nhà vườn Khánh Võ bên em còn rất là nhiều size cây và kích cỡ khác nhau, từ cây giống, cây tầm trung cho đến cây trưởng thành, tha hồ cho quý cô bác anh chị mình lựa chọn luôn. Đa số những cây là bên em là đều có hoa có trái sẵn hết rồi, mình về mình trồng là vừa là trang trí cảnh quan khuôn viên rất là đẹp, vừa là ăn trái được luôn nha quý cô bác anh chị. Hotline 092 848 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.com.